Thưa quý vị và các bạn, những năm qua công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã có những chuyển biến tích cực. Trẻ em được chăm lo cải thiện cuộc sống, được học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh. Tuy nhiên, tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước vẫn xảy ra thường xuyên ở các địa phương, cần sự quan tâm của toàn xã hội. Bởi thời điểm này, trẻ em bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Để rõ hơn, xin mời quý vị và các bạn đến với phần trình bày của phóng viên Phạm Hà. Xin mời chị. Vâng ạ, xin cảm ơn anh Xuân Hùng ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mùa hè về kéo theo nỗi lo về đuối nước. Dù thường xuyên được cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, nhưng năm nào tình trạng đuối nước cũng xảy ra. Các số liệu thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế cho thấy, những năm qua, số vụ và số tử vong do đuối nước đã có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn ở ngưỡng cao và rất đáng lo ngại. Năm 2007, có 8 trẻ tử vong. Không ai nghĩ con mình sẽ gặp đuối nước cho đến khi sự việc xảy ra. Chỉ một thoáng bất cẩn, những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn là niềm hy vọng của gia đình và xã hội ra đi mãi mãi. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ khoảng 30% học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Việt Nam biết bơi. Với một đất nước có hơn 2.000 con sông và nhiều ao hồ như nước ta, thì con số trên thật đáng báo động. Điều cần thiết nhất lúc này là đẩy mạnh việc dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên, cũng không hề dễ dàng. Thời gian qua, Tiên Lữ là huyện có nhiều vụ đuối nước ở trẻ em. Để hạn chế tối đa hậu quả do tai nạn đuối nước gây ra, hàng năm, huyện đoàn cùng các địa phương phối hợp với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, tổ chức từ 5 đến 6 lớp dạy bơi cho trẻ em nơi đây. Tuy nhiên, con số này vẫn còn hạn chế so với thực tế, số trẻ em chưa biết bơi trên địa bàn huyện. Do nhu cầu rất là lớn, số lượng trẻ em ở vùng dự án chưa biết bơi rất là nhiều, thì cái việc mà Tầm nhìn Thế giới làm như vậy thì nó cũng chưa thực sự là chưa đủ đáp ứng mong đợi và nhu cầu. Hiện nay thì ban quản lý xã cũng gặp rất là nhiều khó khăn, kể cả trong cái nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức cũng như là cái ao phù hợp để bơi. Một trong số những giải pháp được đưa ra để phòng chống tai nạn đuối nước đó là ngành giáo dục và đào tạo triển khai dạy bơi trong trường học. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đưa môn bơi lội vào chương trình giáo dục ở Hưng Yên không phải việc dễ dàng. Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên môn bơi lội không đảm bảo. Cái khó khăn thứ nhất là về điều kiện cơ sở vật chất. Thì nhà trường cũng không có đủ kinh phí để mà xây dựng bể bơi cho các em. Cái điều thứ hai là khó khăn về con người. Thì các thầy các cô dạy bộ môn thể dục thì không thể nào mà có chuyên môn để dạy dỗ các trò theo đúng như là các cái kỹ thuật. Và cái điều khó khăn thứ ba nữa là cái ý thức của phụ huynh học sinh chưa thấy được cái tầm quan trọng trong cái việc giáo dục cái ý thức của con em mình trong cái việc phòng tránh đuối nước.
Hiện nay, tại tỉnh ta, việc tổ chức dạy bơi cho thanh thiếu niên chủ yếu vẫn do đoàn thanh niên các cấp đảm nhiệm thông qua các buổi truyền thông về phòng tránh tai nạn thương tích, đuối nước và các lớp dạy bơi miễn phí. Thế nhưng trên thực tế, những kỹ năng ấy vẫn nằm trên lý thuyết bởi số trẻ em được tham gia các lớp dạy bơi chiếm tỷ lệ rất thấp. Gặp rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là về cái đoàn viên để hướng dẫn các em bơi. Và thứ hai là ao bơi để dạy bơi cho các em thì hầu như là không có. Cái nguồn nước mà để các em bơi thì không được sạch. Qua mỗi đợt mà dạy bơi cho các em thì đoàn xã Tân Việt cũng chỉ dạy được khoảng độ 20 đến 30 em thôi. Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước thật không dễ dàng. Song việc giảm thiểu tối đa những vụ việc đau lòng sẽ không khó nếu có sự chung tay hành động của toàn cộng đồng xã hội. Cụ thể, bằng việc khắc phục những khó khăn, bất cập để tạo cho các em một môi trường an toàn nhất, trang bị những kỹ năng cần thiết giúp các em có thể tự cứu mình khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Dân gian có câu, có phúc để con biết lội, có tội để con biết trèo. Trẻ con thì hiếu động, tò mò và muốn khám phá. Bởi vậy, đừng đợi các em tự biết mà cần phải dạy cho trẻ biết, bởi đó là quyền của trẻ em, đặc biệt là quyền sống còn. Điều này cần sự chung tay của toàn xã hội và sự quan tâm của các gia đình. Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình thời sự. Thân ái chào tạm biệt.